ba cơ sở dùng hóa chất tẩy trắng gần 2 tấn măng, ngó sen ở chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay trở lại với câu chuyện làm đẹp thẩm mỹ qua phóng sự về cuộc chiến dẹp thẩm mỹ chui vẫn còn nhiều bất cập. Chiêm ngưỡng những gốc đào thế cực đẹp ở Hải Phòng được cho thuê chơi Tết với giá lên đến 60 triệu đồng. Chú chó biết đi chợ thay chủ. Khánh Hà và Hoàng Trí xin gửi lời chào mừng cùng lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã chọn theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Phần tin nóng sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Chiều ngày 11 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin thêm về kết quả điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 84 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác đăng kiểm. Đặc biệt ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ. Xác định được là ngay từ lúc đầu để thành lập các trạm đăng kiểm này thì các đối tượng đã chung chi tiền hàng trăm triệu đồng cho các cán bộ phòng va, lãnh đạo phòng va và đặc biệt cho chỗ Cục trưởng Đăng kiểm để cấp giấy phép thành lập các trạm đăng kiểm. Từ đó là đã gây ra những hành vi vi phạm pháp luật. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung còn lại theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc và tinh thần trách nhiệm cao để tất cả các hành vi vi phạm đều được điều tra xử lý đúng người đúng tội theo quy định. Ngày 11 tháng 1, đội 5, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện bắt quả tang ba cơ sở có hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, không nhãn mác để tẩy trắng măng và ngó sen tại chợ đầu mối Bình Điền. Công an đã thu giữ hơn 2 tấn măng, ngó sen tại các cơ sở trên để tiếp tục xử lý theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra vựa rau, củ quả TH ở chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh sát Môi trường thành phố Hồ Chí Minh phát hiện cơ sở trên đang sơ chế ngó sen với hóa chất tẩy trắng, không nhãn mác, không hạn sử dụng với tổng khối lượng 135 kg chuẩn bị bán ra thị trường. Hóa chất được đựng trong túi ni lông, ca nhựa rất dơ bẩn. Để đối phó lực lượng chức năng, vựa rau còn giấu hóa chất trong đống rác. Nhân viên vựa rau thừa nhận do không có nhãn mác nên không biết là hóa chất gì, độc hại như thế nào. Hóa chất đó là em không biết, tại vì mua ở ngoài Kim Biên á. Thì không biết cái hiệu đó là hiệu gì thì không biết. Thành cái hóa chất cho bỏ vô để làm trắng cọng sen lại. Tại thường cọng sen đen mình không bán được, tại khách hàng thì nó đồ trắng. Tại hai vựa rau củ quả khác ở chợ đầu mối Bình Điền, lực lượng chức năng phát hiện nơi này đang sơ chế măng với các loại hóa chất tẩy trắng, không nhãn mác, không hạn sử dụng với hàng chục tấn măng đang chờ ngâm. Công an đã thu giữ 1,8 tấn măng đã ngâm hóa chất cùng nhiều kg hóa chất. Công an đã lập biên bản 3 cơ sở trên và tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng trong ngày 11 tháng 1, Công an quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguồn gốc của khoảng 1.000 cây thuốc lá bị phát hiện nghi nhập lậu. Trước đó, ngày 10 tháng 1, một tổ công tác liên ngành do Công an quận Nhất dẫn đầu đã kiểm tra nhà xe HC và phát hiện 10 thùng cà tông đóng gói chuẩn bị đưa lên xe khách có dấu hiệu khả nghi. Theo cơ quan chức năng, thời điểm phát hiện lô hàng, nhân viên chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ và khai nhận lô thuốc lá trên là do một khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh gửi nhà xe chuyển về Hội An, tỉnh Quảng Nam. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản tạm giữ số thuốc lá nói trên, tiếp tục làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc. Ngày 11 tháng 1, ông Trần Không Giận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, Công an huyện vừa có báo cáo kết quả vụ đồ đạc tự nhiên bốc cháy tại nhà ông Nguyễn Văn Bá, ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, nguyên nhân xác định là do người đốt. Công an huyện Phụng Hiệp vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lắp camera giám sát và làm việc với những người liên quan, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang xác minh. Qua làm việc,
trừ vụ cháy đầu tiên, người thân trong gia đình ông Bá thừa nhận hầu hết các vụ cháy đều do bà Nguyễn Thị Đẹp, vợ ông Bá, Nguyễn Văn Mừng, con ông Bá và Đặng Thùy Nhân, con dâu ông Bá, lần lượt sử dụng hộp quẹt lén lút đốt trực tiếp vào các vật dụng gây cháy, rồi tri hô cho người dân cùng phát hiện, cho rằng các vật dụng tự nhiên bốc cháy. Việc làm này nhằm tạo thông tin hiếu kỳ để đăng tải trên mạng, mục đích nhận được sự ủng hộ vật chất từ người khác. Kết quả, gia đình ông Bá đã nhận được 6.050.000 đồng và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Công an huyện Phụng Hiệp đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý hành vi trên. Chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay tiếp tục trở lại câu chuyện thẩm mỹ làm đẹp của chị em phụ nữ. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có các cơ sở thẩm mỹ, spa, chăm sóc da làm đẹp lớn và nhộn nhịp nhất cả nước. Điều này cũng kéo theo nhiều vấn đề tồn động, đặc biệt là hàng loạt những biến chứng thẩm mỹ, thậm chí là tử vong khi làm đẹp không an toàn được ghi nhận trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, việc quản lý phẫu thuật thẩm mỹ không phép đang gặp nhiều khó khăn do pháp luật chưa có quy định cụ thể về biển hiệu, dễ gây hiểu nhầm. Trong khi đó, hình phạt chưa đủ sức răn đe. Phóng sự sau đây sẽ cho chúng ta thấy cuộc chiến dẹp thẩm mỹ chui vẫn còn nhiều bất cập như thế nào. Đây là những trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ gặp biến chứng, tiền mất tật mang, thậm chí là tử vong vì làm đẹp, khiến ngành chức năng phải liên tục đưa ra các cảnh báo, xử phạt, đình chỉ hoạt động khi phát hiện các lỗi sai phạm. Thế nhưng dù quyết liệt thanh tra, kiểm tra nhiều lần tới đâu, vẫn xuất hiện những trường hợp tử vong đáng tiếc. Để được cấp phép thì sẽ có bộ phận chuyên môn của Sở Y tế xuống kiểm tra từng phòng khám. Còn nếu như đến đúng những cơ sở mà không được cấp phép thì chúng tôi không thể biết được rằng là trình độ chuyên môn của các người ở đó như thế nào. Chúng tôi không dám nói là y bác sĩ đâu. Bởi vì chúng ta thấy là gần đây có rất là nhiều trường hợp mà không phải người trong ngành y nữa cũng dám sử dụng thuốc tê, dám sử dụng thuốc mê. Chúng tôi cũng phải học hai mấy năm chúng tôi mới bắt đầu sử dụng được. Còn những người tay ngang như vậy thì chúng tôi không chắc được rằng là chuyên môn của bạn như thế nào. Theo các chuyên gia, chính những hoạt động thẩm mỹ bất chấp tính mạng, quy trình an toàn của ngành y tế khiến câu chuyện làm đẹp rủi ro chưa thể chấm dứt và thực tế vẫn chỉ ra rằng nhiều người dân vẫn dễ dàng tin vào lời quảng cáo, chiêu trò PR của các cơ sở thẩm mỹ, từ đó dẫn đến đi lạc vào các cơ sở thẩm mỹ chui, hoạt động không phép, giao phó sắc đẹp của mình. Đến khi gặp biến chứng thẩm mỹ thì đã quá muộn. Xã hội ngày càng phát triển thì cái mạng xã hội nó giống như ma hùng trận vậy đó. Bạn thấy rằng là quảng cáo rất là nhiều thứ, đủ thứ chuyện, ai cũng là bàn tay vàng, ai cũng là nhất Việt Nam, ai cũng là công nghệ độc quyền vân vân ha. Thì thật sự mà nói những cái đó, và ngay cả những cái clip mà các bạn thấy rằng là mới căng da lên bên này thẳng thì thành thế, những cái mà chúng tôi không tưởng, chúng tôi những người hành nghề chân chính không có thể hình dung rằng là mới làm xong mà được như vậy ha. Thì ẩn nấp những cái đó làm cho người dân họ hiểu không đúng, họ thấy ồ làm đẹp quá thế này cho nên họ ào đến đó. Nhưng mà thật ra ẩn nấp đằng sau đó là những cái cơ sở không phép hoặc là quảng cáo quá mức không đúng sự thật, làm cho người dân mình lầm tưởng. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, toàn thành phố có 20 bệnh viện thẩm mỹ, 28 bệnh viện có khoa hoặc đơn vị thẩm mỹ, 5 phòng khám đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ và 226 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, 46 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ xăm, phun thêu trên da và nhiều cơ sở làm đẹp thuộc nhóm 1. Khi quyết định làm đẹp, người dân cần tỉnh táo, tránh tình trạng tiền mất nhưng sắc đẹp thì lỗi mãi mãi. Vâng, thưa quý vị, những vụ tai biến từ thẩm mỹ cho thấy sự liều lĩnh, bất chấp của thẩm mỹ viện chui, điển hình như phiên tòa mà báo Thanh Niên đưa tin. Tòa án Nhân dân quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh xét xử các bị cáo Lê Thị Huyền Trang, 26 tuổi, Nguyễn Ngọc Tú, 29 tuổi, Phan Thanh Tùng, 34 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh về cùng tội vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, thuộc trường hợp làm chết người. Các bị cáo này đã thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất để hoạt động thẩm mỹ viện chui và đã phẫu thuật nâng mũi, hút mỡ cho chị HTN với giá 15 triệu đồng, dẫn đến chị HTN tử vong sau đó tại bệnh viện. Các kết luận giám định chỉ ra nạn nhân tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, suy hô hấp cấp do tổn thương phế nang lan tỏa, đông máu nội mạch đa tạng. Điều khiến nhiều người rung mình là tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn gây mê phẫu thuật cho nạn nhân. Các bị cáo thừa nhận biết việc làm của mình có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn thực hiện. Phẫu thuật thẩm mỹ được giới y khoa xếp vào loại phẫu thuật
thủ thuật có khả năng gây nguy hiểm tính mạng cho con người. Vì thế, ekip thực hiện phải có chuyên môn, cơ sở thực hiện phải được cấp phép. Thế nhưng, vụ án nêu trên cho thấy sự liều lĩnh, bất chấp của thẩm mỹ viện chui, đồng thời là lời cảnh tỉnh với những người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp. Cần phải tìm hiểu, chọn lựa kỹ càng cơ sở thẩm mỹ để đảm bảo không rơi vào cảnh tiền mất mà mạng cũng mất. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, thời điểm cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà vườn trồng Phật thủ ở huyện Đan Phượng, Hà Nội lại tất bật thu hái để có hàng phục vụ người dân mua về bày mâm ngũ quả ngày Tết. Theo quan niệm dân gian, Phật thủ là loại quả mang ý nghĩa nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Do đó, loại quả này được nhiều người dân lựa chọn bày lên bàn thờ gia tiên ngày Tết. Mời quý vị cùng khám phá thủ phủ trồng Phật thủ ở ngoại thành Hà Nội ngay sau đây quý vị nha. Cứ vào dịp cuối năm, khu vườn nhà chị Trần Thị Tuyên ở huyện Đan Phượng, Hà Nội lại tất bật chăm sóc cắt tỉa hàng trăm gốc Phật thủ để tung ra thị trường. Chị Tuyên cho biết gia đình nhà chị trồng được gần 2 mẫu cây Phật thủ với hơn 400 gốc. Cũng theo chị Tuyên, năm nay bán chậm hơn năm ngoái, giá Phật thủ cũng không cao bằng năm trước. Giá bán mỗi trái Phật thủ tại vườn dao động từ 20 đến 50 ngàn đồng một trái. Còn loại đột biến, số lượng rất ít, có giá từ 80 đến 200 ngàn đồng một trái. Phật thủ để được khoảng từ 3 đến 5 tháng. Để càng lâu càng thơm, càng đẹp. Trái có nhiều dáng, một số người thích dáng bông cúc, có người thì thích quả nhiều ngón tay. Được mệnh danh là loài cây có tính, vì vậy loài cây này đòi hỏi sự chăm sóc cao. Các chủ vườn cũng phải tính toán theo dõi sát sao thời tiết. Chị Tuyền chia sẻ thêm, những trái xấu thì chủ vườn sẽ hái và bán cho thương lái tới tại vườn thu mua để làm tinh dầu Phật thủ. Trung bình khoảng 2 năm, cây Phật thủ sẽ được thu hoạch. Vòng đời của cây cũng chỉ 5 đến 6 năm là phải chuyển tới vùng đất canh tác mới. Còn vùng đất cũ sẽ được cải tạo lại, vài năm mới có thể quay lại trồng lúa mới. Cùng với nhiều loại nông sản khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thời điểm này dưa lưới Tết của hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau An Toàn xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự cũng khoác lên mình áo mới để phục vụ thị trường Tết. Theo ông Dương Minh Sang, giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau An Toàn xã Long Thuận, mùa Tết năm 2023, hợp tác xã có 2 nhà màng xuống giống dưa lưới Tết với khoảng 2.500 gốc, cung ứng 500 cặp dưa lưới khắc chữ, tăng khoảng 400 cặp so với mọi năm. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc trước 30 cặp, chủ yếu là chữ tài lộc, với giá 400.000 đồng một cặp. Ngoài ra, các siêu thị trong và ngoài tỉnh cũng đã ký hợp đồng mua 300 trái dưa lưới không khắc chữ với giá dao động trên 40.000 đồng một kg. Thì để đảm bảo chúng ta khắc chữ theo nhu cầu của khách hàng thì dưa phải đạt trọng lượng từ 1,2 kg trở lên. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là độ đồng đều của trái. Trái dưa chúng ta cũng phải đạt cái màu sắc, là cái kích cỡ và cái đặc biệt nó là phải lên lưới rồi chúng ta mới khắc chữ thì nó đạt theo yêu cầu. Cũng theo ông Dương Minh Sang, đây là năm thứ tư hợp tác xã trồng dưa lưới khắc chữ thư pháp phục vụ thị trường Tết. Lợi nhuận từ các vụ dưa lưới Tết dao động từ 45 đến 50 triệu đồng. Hiện nay, những gốc đào thế hàng chục năm tuổi ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã được các chủ vườn đào ở An Dương, Hải Phòng mua về ghép cành chăm sóc. Các chủ vườn không bán đào mà chỉ cho thuê với giá ít nhất là từ 20 đến 60 triệu đồng một cây trong những ngày Tết. Làng trồng đào nổi tiếng Đồng Chủ ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng lại vào vụ làm ăn lớn. Năm nay đào được mùa, đặc biệt là những cây đào thế, đào cổ thụ rất hút khách. Nhiều vườn có đến hàng trăm cây đào với giá cho thuê từ 20 đến 60 triệu đồng một cây. Qua bàn tay của các nghệ nhân, những kiệt tác cây nghệ thuật đã ra đời phục vụ người chơi cây cảnh mỗi độ Tết đến xuân về. Các gốc đào đủ dáng khác nhau được chủ vườn đặt mua tận Lai Châu, Sơn La, Mộc Châu về ươm, lai ghép với đào Nhật Tân để tạo thành những cây đào với nhiều kiểu dáng thế khác nhau. Ngoài việc chăm sóc dáng và gốc của cây, nụ hoa và hoa cũng là yếu tố được các chủ vườn đào hết sức chú trọng trong thời điểm này để có được những cây đào đắt giá như vậy. Sau đây là những sự việc câu chuyện kỳ thú xảy ra trên thế giới. Tại nước Anh, có một chú chó chăn cừu giống Collier, 13 tuổi, đang gây sốt mạng xã hội nhờ một hành động tốt đẹp. Chú chó được người dân địa phương gọi là chú chó sinh thái do nó đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong khu vực. David Grant và Yvonne Fauner Grant, thị trấn Nuneaton, Warwickshire, nước Anh,
nhận nuôi chú chó tên Scrub này từ một trang trại. Năm 2021, Travis và Yvonne nhận thấy con vật cưng của họ rất thích nhặt chai nhựa khi đi dạo. Nó lần lượt nhặt từng cái chai rỗng, mang về cho chủ, rồi lại tiếp tục đi tìm những chai khác. Từ đầu năm 2022 đến nay, Scrub đã nhặt được hơn 1.000 vỏ chai nhựa. Cũng từ đầu năm nay, cặp đôi trên đã đăng nhiều hình ảnh và video về công việc của Scrub đang làm lên mạng xã hội. Tất cả nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng và thích thú từ cộng đồng mạng. Và bây giờ là đoạn video được quay tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, cho thấy chú chó thông minh, cõng rau củ trên lưng và miệng ngậm gió đồ ăn đi dọc một con đường. Một người phụ nữ tên là Tang chia sẻ, con chó giúp chủ nhân của nó đi mua thức ăn. Cư dân mạng Trung Quốc đã rất ngạc nhiên trước chú chó thông minh này và bình luận trên mạng xã hội, nếu con chó của tôi có thể làm như thế này, tôi sẽ rất hạnh phúc. Nó đang làm việc chăm chỉ vì gia đình đó không thể sống thiếu chú chó. Một người khác bình luận. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, giải cứu kịp thời hai cha con bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang. Chuyên mục chuyện ngày mới, mời quý vị cùng cận cảnh Quýt Bonsai, thú chơi mới trong dịp Tết. Chuyên mục Cà phê không đường ngày hôm nay sẽ tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng chú ý xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau 6 năm kể từ khi xác định chung cư 440 Trần Hưng Đạo xuống cấp nghiêm trọng, trước Tết Quý Mão năm 2023, chính quyền quận 5 đã lên kế hoạch di dời khẩn cấp người dân khỏi chung cư với nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân cố bám trụ lại chung cư sắp sập, ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhận số tiền hỗ trợ nóng 50 triệu đồng từ phía quận 5, gia đình bà Trần Như Nhạn đã đồng thuận di dời khỏi chung cư số 440 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5 để dọn về tạm cư ở chung cư An Phú, quận 6. Bà Nhạn chia sẻ đã đến lúc không thể giao tính mạng của cả gia đình vào một nơi ở cũ nát, mất an toàn. Chứ sao gì mình cũng phải đi thôi, mình ở nhà của nhà nước mà. Ở bên đó tôi cũng đang ở của nhà nước. Theo kết luận kiểm định của các cơ quan chức năng, chung cư 440 Trần Hưng Đạo có mức độ nguy hiểm là nhà cấp D, có thể sập, cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp. Có 21 hộ dân phải di dời khỏi chung cư này. Ủy ban nhân dân quận 5 đang vận động người dân di dời trước Tết Quý Mão. Người dân được bố trí tạm cư ở cao ốc An Phú mà không phải trả tiền thuê nhà ít nhất 2 năm, chuyển sớm còn được thưởng 50 triệu đồng. Thế nhưng nhiều hộ dân vẫn không chịu di dời vì chưa thống nhất giá đền bù. Nếu mà đền bù thì đền bù một số tiền nói cho rõ ràng đi, rồi nói cho thời gian mà có tiền đi, đằng mình còn xoay sở mình mua nhà chỗ khác, mướn nhà chỗ khác ở chứ đâu phải là chạy ra đường ngồi ngoài đường được đâu. Sao ngõ báo trong quy định cho 2 năm, rồi sau 2 năm đó thí dụ đi, đại khái đi, chung cư này nếu mà em chưa có đi em được thỏa thuận đền bù thí dụ cho em là 1 tỷ, đúng không? Tới chừng mà em sang qua bên đó em ở đền bù cho gia đình em 500. Và căn nhà bên kia kêu đấu giá bán là 2 tỷ hay là 1 tỷ mấy em thí dụ vậy. Rồi gia đình em đâu có khả năng để mà chi trả. Chính quyền đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, vận động người dân trong nhiều năm qua. Nhưng việc di dời dân khỏi chung cư 440 Trần Hưng Đạo vẫn không thành. Để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản của cư dân, quận 5 đang nỗ lực vận động, cố gắng hoàn tất việc di dời trước ngày 10 tháng 3. Người dân chưa đồng thuận vì người dân muốn cụ thể cái phương án bồi thường và cái giá bồi thường là như thế nào. Thì cái chuyện này là hầu hết tất cả chung cư đang vướng về quy định của pháp luật. Nên tôi chưa thể đưa ra một cái cụ thể là cái phương án là tầng trệt bồi thường bao nhiêu, tầng 1 bồi thường như tầng 2 bồi thường bao nhiêu. Nhưng mà trên cơ sở là quận cũng khẳng định một điều là người dân đi trước hay đi sau hay là giả sử sau này ép buộc phải đi á, thì cũng là đảm bảo quyền lợi như nhau. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 474 chung cư cũ với 573 lô xây trước năm 1975 bị xuống cấp, hư hỏng, cần phải sửa chữa, xây mới. Trong đó 14 chung cư nguy hiểm cấp D cần tháo dỡ khẩn cấp. Ngay sau đây là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Sáng 12 tháng 1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công hai cha con rơi xuống giếng bỏ hoang. Trước đó, ngày 11 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin một bé trai ngụ tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột bị rơi xuống giếng sâu.
Ngay sau đó, cha của cháu bé là anh VB, 44 tuổi, lao xuống giếng để cứu cháu. Tuy nhiên, do giếng sâu nên cả hai cha con này đều bị mắc kẹt ở dưới giếng. Trong đêm, đơn vị đã lập tức huy động xe đặc chủng cùng với 10 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường giải cứu nạn nhân. Theo cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, giếng này có diện tích miệng giếng rất nhỏ, rất khó tiếp cận. Tuy nhiên, sau 7 phút, cán bộ chiến sĩ đã đưa được cháu bé và người cha lên khỏi giếng nước an toàn. Ngay sau đó, đơn vị đã yêu cầu người dân che chắn lại giếng nước để tránh trường hợp tương tự xảy ra. Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan làm rõ một vụ đánh nhau tại quán nhậu trên đường Nơ Trang Long thuộc phường 12 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh làm nhiều người bị thương. Trước đó, ngày 10 tháng 1, có hai nhóm thanh niên ngồi nhậu tại tầng 2 của quán trên đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh thì xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả, vụ ẩu đả làm nhiều người bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, công an phường 12, quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt khống chế những người tham gia ẩu đả, trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc. Đến 21 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1, một số người liên quan trực tiếp trong vụ việc đã bị đưa lên xe chuyên dụng, trở về trụ sở công an phường để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Chiều 11 tháng 1, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Đình Tuyến để làm rõ hành vi cướp tài sản. Công an quận Thanh Xuân xác định, trong vòng chưa đầy 2 tiếng, Tuyến đã gây ra 4 vụ cướp, lấy đi hơn 15 triệu đồng và 3 điện thoại. Bước đầu, Công an quận Thanh Xuân xác định ngày 10 tháng 1 sau khi lấy trộm một con dao bầu ở quán phở, khoảng 2 giờ ngày 10 tháng 1, Tuyến lái xe máy đến cửa hàng tiện lợi xe cầu cây ở số 171 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Rồi bất ngờ rút dao đe dọa nhân viên thu ngân, lấy hết số tiền bên trong quầy rồi bỏ đi. Cùng ngày, Tuyến đã tiếp tục đến cửa hàng tiện lợi xe cầu cây ở ngõ 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, rút dao đe dọa nhân viên và cướp đi 4 triệu đồng, 2 điện thoại iPhone. Gây án xong, Tuyến tiếp tục đến cửa hàng tiện lợi xe cầu cây số 1 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, dùng dao đe dọa nhân viên, cướp khoảng 3 triệu đồng trong quầy thu ngân. Sau đó, Tuyến lái xe máy qua số 34 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm thì thấy cửa hàng tiện lợi GrabMart không có khách, chỉ có nhân viên nên lại vào dùng dao đe dọa nhân viên, lấy một hộp đựng tiền, một điện thoại iPhone. Đến 9 giờ 30 ngày 10 tháng 1, Công an quận Thanh Xuân triệu tập bắt giữ Tuyến. Một vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe tải đã xảy ra ở trong khu trung tâm hành chính thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Rất may, không có thiệt hại gì về người, nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng. Mời quý vị cùng theo dõi. Trưa ngày 11 tháng 1, chiếc xe tải chạy trên đường K trong khu trung tâm hành chính thành phố Dị An. Khi đến giao lộ đường 13 thuộc thành phố Dị An thì va chạm với xe ô tô đang băng qua ngã tư. Sau va chạm, xe tải lật nhào trượt dài một đoạn trên đường, còn xe ô tô mất lái, lao vào vỉa hè và tông vào cây xanh. May mắn không có ai bị thương trong vụ tai nạn. Nhận được tin báo, Công an thành phố Dị An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, di dời các phương tiện. Liên quan đến vụ tai nạn khiến xe khách lao xuống mương xảy ra vào chiều tối 10 tháng 1 tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sáng ngày 11 tháng 1, lãnh đạo Công an thành phố Sa Đéc cho biết, lực lượng chức năng đã tạm giữ một nam hành khách 35 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là đối tượng dùng kéo kề cổ uy hiếp tài xế khiến vụ tai nạn xảy ra. Thông tin ban đầu, ngày 10 tháng 1, tài xế Phan Thanh Tùng, sinh năm 1969, điều khiển xe khách giường nằm loại 40 chỗ, biển số 51B29475, xuất phát từ bến xe Chợ Mới đi bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Trên xe chở theo 8 hành khách, khi đến bến Cái Tàu Thượng, thì tài xế rước thêm một khách đặt ghế sẵn tên là H, 35 tuổi. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe đến đoạn đường tỉnh lộ 848, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, H đã thò tay lục tìm cạnh tài xế để lấy trộm điện thoại thì bị tài xế Tùng phát hiện la lên. Khi đó H giơ một cây kéo, loại kéo cắt chỉ, lên hăm dọa và giật vô lăng của tài xế làm Tùng bị mất tay lái, điều khiển xe lao qua trái đường đâm thẳng xuống mương lộ. Khi xảy ra tai nạn, người dân gần đó đã nhanh chóng đập kính xe để giải cứu các hành khách và tài xế. Sau đó H bị khống chế đưa về trụ sở công an. Thưa quý vị, sau 20 ngày lênh đênh trên biển, đến chiều ngày 11 tháng 1, tàu cá mang biển kiểm soát BD-96946TS đã được tàu 474 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lai kéo về cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.
Ngày 21 tháng 12 năm 2022, tàu 474, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực biển, được phân công, nhận lệnh của cấp trên tiếp cận tổ chức làm dây lai kéo tàu BD-96946TS. Trước đó, ngày 20 tháng 12 năm 2022, tàu BD-96946TS đang khai thác hải sản gần khu vực đảo Thuyền Chài thì bị gãy trục chân vịt, đã được tàu 474 hỗ trợ nhưng không khắc phục được do bỏng nặng và đề nghị được lai dắt về bờ. Sau thời gian lưu trú ở đảo Thuyền Chài và đảo Đá Tây tránh sóng, ngày 9 tháng 1 năm 2023, tàu 474 nhận lệnh từ Sở Chỉ huy Vùng 4 Hải quân kéo tàu BD-96946TS về bờ. Tàu BD-96946TS do ông Nguyễn Văn Chu, sinh năm 1968 làm thuyền trưởng. Tàu hành nghề lưới vây, trên tàu có 13 ngư dân. Tàu xuất phát ngày 19 tháng 11 năm 2022 tại cảng Quy Nhơn, Bình Định, đi khai thác ở ngư trường truyền thống Trường Sa. Thưa quý vị, trong những ngày này thì người dân đang tất bật sắm sửa trang hoàng nhà cửa để đón mừng năm mới. Và một thứ không thể thiếu trong những ngày cận Tết đó là cây cảnh, hoa kiển. Nhìn vào những chậu cây cảnh đầy màu sắc là mọi người sẽ thấy mùa xuân về trên khắp mọi nơi. Đúng vậy anh Hoàng Trí ạ. Và nắm bắt tâm lý người tiêu dùng tại một nhà vườn ở xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tạo hình thành công cho giống quýt Chu Sa, một dòng quýt ngọt địa phương, thành những dáng cây lọ lộc bình, hình trái tim rất đẹp để phục vụ người dân trong dịp xuân Quý Mão năm nay. Chuyên mục chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng cận cảnh quýt bonsai, thú chơi mới trong dịp Tết quý vị nhé. Đến 5 ngày. Giống quýt Chu Sa này một năm chỉ ra trái vào đúng dịp cuối năm và đang trở thành một loại trái cây đặc biệt trong mâm ngũ quả dịp Tết Nguyên Đán tại Hưng Yên. Với sự sáng tạo, kỳ công và tâm huyết của những người làm vườn, một cây quýt đã được uốn nắng tạo tác thành một tác phẩm đẹp mắt và đang trở thành một vật phẩm trang trí ngày Tết vô cùng ý nghĩa và lan tỏa đến nhiều địa phương khác. Đúng vậy, chắc chắn là với sản phẩm quýt bonsai độc đáo này sẽ mang đến màu sắc mới, độc đáo trong không khí Tết của nhiều gia đình. Và thưa quý vị khán giả, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Khánh Hà và Hoàng Trí xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Khánh Hà xin kính chào và hẹn gặp lại.